Có thể các bạn đang nghĩ là cái video này được edit trên những cái phần mềm chuyên nghiệp như là Premiere, After Effects, Final Cut hay là DaVinci. Nhưng không, nó được edit trên CapCut PC, một cái phần mềm miễn phí. Thật sự, bí quyết để tạo nên một cái video chất lượng cao, nó không nằm ở cái công cụ mà các bạn sử dụng, mà nó nằm ở tư duy dựng video. Và nếu như bạn đang chỉ quay những cái sụt ngẫu hứng hàng ngày như là vlog, review food, một cuộc phỏng vấn, hay đơn giản là sếp giao cho cái nhiệm vụ edit một cái video hấp dẫn từ một đoạn livestream, làm sao bạn có thể biến những cái video nói chuyện bình thường trở thành một cái video nó thật sự hấp dẫn hơn? Mình có một cái list xương xương những thứ mà các bạn cần phải nắm nè. Những cái thủ thuật edit nào nên sử dụng để thu hút người xem ở 3 giây đầu? Chuyển cảnh như thế nào cho hợp lý? Chọn nhạc và âm thanh để làm sao để chạm được đến cảm xúc của người xem? Nên chọn phông chữ nào và chạy phụ đề ra làm sao để phù hợp với những cái dạng nội dung khác nhau? Chỉnh màu và nêm nếm gia vị cho video như thế nào để nó thật sự ấn tượng? Tất cả sẽ được mình chia sẻ trong khóa học CapCut PC Mastery. Một khóa học sẽ giúp cho các bạn tạo ra những cái video triệu view, chất lượng cao mà không cần phải sử dụng đến những cái phần mềm quá phức tạp. Nếu như bạn đã là một content creator từng dành thời gian 1 cho đến 2 ngày chỉ để edit một cái video 1 đến 2 phút thì mình sẽ giúp cho các bạn tối ưu cái thời gian dựng video. Khi đó các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để tạo nên những cái content hấp dẫn. Tập trung vào chuyện chuyển đổi, biến video trở thành. Và nếu như các bạn muốn điều đó thì cái khóa học này chính xác là dành cho bạn. Hiện tại mình đã có hơn 2.000 học viên là những bạn content creator thuộc rất nhiều ngành nghề khác nhau, từ sinh viên, giáo viên, huấn luyện viên, bác sĩ, kỹ sư, bất động sản, vân vân, tất tần tật những cái ngành nghề mà các bạn đang suy nghĩ trong đầu thì đều có ở trong lớp của mình. Nhưng tất cả trong số họ đều có một cái đặc điểm chung, đó là kỹ năng edit đã tăng lên đáng kể và rất nhiều bạn trong số đó đã tăng trưởng vài chục ngàn follower và có rất nhiều video triệu view chỉ sau vài tuần học. Và nếu như bạn muốn khám phá cách làm video thông minh và hiệu quả hơn thì hãy nhấp vào cái đường link đăng ký bên dưới và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong lớp CapCut PC Mastery by Kobe nhé. Peace.